đồng thác mênh mông, sông nước Cửu Long, hương sen ngọt lành, nghĩa tình đậm sâu, lòng nghĩa xao xuyến, đó sen hồng đồng quê, nổi trôi đất khách có ai hiểu cho. Trời đất bao la thương xót duyên tình ta, yêu thương đời chờ có ngày bên nhau. Dù nghe cay đắng trái tim khổ đau, lòng ta cứ yêu dù đời vẫn trái ngang. Rồi có lúc hối tiếc những tháng ngày đã qua, là khi con tim trong tình người thiết tha. Rồi có lúc sóng gió, lúc khó khăn sẽ qua, tình yêu thương trong ta sẽ xóa tan nỗi buồn. Như sen hồng đang khoe sắc mùa sen, thắm tươi thêm tình người. Mày nói gì? Mày nói mày là quản lý ở đây hả? Chứ còn gì nữa. Tao sợ mày đâu. Giờ mày mới biết hả? Trời ơi, đánh đâu vậy? Quản lý đâu? Đấy, ủa là tao vậy? Đánh đi chị. Đánh đi, đánh cho nó mày. Đó kìa, nó còn đánh cái gì? Ủa đánh chị hai hả? Quên, có chừng mày như mày. Biết đây là ai hả? Mày coi chừng tao nghe chưa? Ở đây á, tao nói đứa nào cũng nghe hết, không dám cãi tao một lời. Chính xác luôn. Mày mới vô làm mà muốn làm trời làm đất rồi. Đúng rồi. Mới vô làm thôi mà. Mới vô làm cái ai hả? Giờ mày muốn sao? Muốn làm cái mày? Mày nhớ đó, hôm nay mày đánh tao một cái, mai sau mày sẽ đền cho tao 10 cái. Trời ơi, sợ quá. Chết sợ quá. Chị đây nè. Đẹp quá. Có một món quà bất ngờ cho mày đây. Tao thấy cái đầm này nó hợp với mày lắm đó. Đẹp quá ha. Mặc đi con chó. Ừ, mặc đi. Chị Linh Chi. Mặc đi cưng ơi. Đẹp lắm đó. Tối nay á thì mày phải mặc cái đầm này. Mà trong cái tướng mày á, mặc cái đầm này hả, trông giống như một con bò. Cái lợi chứng cổng ra tường này á hả, về nhà làm con ngoan đi mày. Đúng rồi. Trời ơi tụi bay, nhìn cái mặt nhà quê nó nè. Trời ơi, bận cái này phù hợp với nó ghê vậy đó. Chị, cái mặt nó tội nghiệp ớn không à. Mau á, cởi trả cái áo đồng trong người ra. Trả cho tao. Trả cho chị hai đi mày. Trả đi. Mặt dày. Còn tụi bay nữa. Dạ. Chuẩn bị lên chạy chương trình đi. Dạ. Chạy chương trình nhanh lên. Để đi lẻ lên tụi bay. Đi còn chưa chịu cởi nữa. Thay áo nhanh nha. Muốn chống đối tao hả? Còn lâu. Tôi muốn nói chuyện với anh. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vũ khí của anh là thái độ lạnh nhạt này? Chúng ta không thể nói chuyện với nhau bình thường được hay sao vậy?
Uống nước đi. Tôi luôn mong muốn đời sống tình cảm của tôi được bình thường. Hai chữ bình thường, nó sẽ được hiểu theo nghĩa riêng của nó. Cô là phụ nữ thông minh, tôi xin cô đừng bắt bẻ tôi như vậy. Thật sự tôi chưa thấy ai cố chấp giống như anh. Chẳng lẽ anh không thể quên được quá khứ của chúng ta? Không phải là quên hay nhớ, mà thật sự tôi không có cảm xúc. Anh lấy tôi mà anh còn ấm ức lắm chứ gì? Mà nè, nếu như anh đã yêu con Thùy như vậy, tại sao còn nghe lời má anh lấy tôi để làm gì? Cô đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục mẹ của tôi, làm cho mẹ của tôi không chấp nhận Thùy và bắt tôi phải cưới cô. Tôi đã nói với cô trước khi ngày cưới kìa. Mối hận này không bao giờ tôi quên được đâu. Nếu như anh còn kết con nhỏ đó thì anh cứ ly dị với tôi đi. Nè, chẳng qua là má anh ham tài sản của nhà tôi, cô... cho nên muốn anh nhào vô để hưởng sái thôi, chứ chẳng có tốt lành gì đâu. Tôi cấm cô xúc phạm tâm hồn của mẹ tôi. Cô nhớ những gì hôm nay cô nói đó. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cô. Chúng ta ly dị đi. Tôi thách anh, tôi thách anh bước chân ra khỏi cái nhà của tôi đó. Tôi nói cho anh biết, còn cái giọt máu này của anh đó, tôi sẽ bỏ nó ngay lập tức. Cô... Tôi biết cuộc hôn nhân của chúng ta đã đi vào ngõ cụt. Nếu như không vì Cẩm Tú, tôi cũng chẳng muốn thấy mặt anh. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải sống bên cạnh một khối đá vô tri. Và tự nhiên mình trở thành một diễn viên bất đắc dĩ cho một vở bi hài kịch của gia đình này. Nè, chúng ta đã sinh ra Cẩm Tú, vậy thì hãy vì con cho nó trọn vẹn đi. Thôi được, như vậy thì chúng ta sẽ sống vì con. Ba má tôi đã định cư ở nước ngoài, tôi sẽ dọn về biệt thự của ba má tôi để ở. Anh có cùng tôi và con dọn sang bên đó ở không? Tôi sẽ không qua đó đâu, tôi sẽ ở lại ngôi nhà của chúng ta. Tùy anh thôi, nhưng tôi báo cho anh biết, Cẩm Tú sẽ ở cùng với tôi. Quyết định như vậy đi. Em biết Hiệp không? À, biết. À, vậy hả? À, anh biết Hiệp không anh? À, không. À, cảm ơn. Mày đừng chạy ẩu mà mày còn nói quá. Mày nói gì mày? Gì? Mày hồn với mày. Uống kẹp. Hả? Ừ, được. Anh Tèo hả? À? Ừ, tôi nè. Qua đây, Thôi, muốn gì qua đây đi. Tôi không dám qua bển đâu. Mày đụng chết. Ừ, để chút xíu nha. Để tôi chạy qua bển. Em xíu bị nhỏ đụng chết rồi. Ủa vậy hả? Ông đi đâu đây? Thằng bạn tôi nó hẹn ra chở tôi về, mà không biết nó đứng đâu nữa. Ủa, về nhà trọ hả? Ở gần lắm, để tôi chỉ ông về. Ông biết nhà trọ tôi ở đâu hả? Biết, làm nghề của tôi phải quan sát chứ. Có phải sáng sớm ông bước ra từ nhà trọ của ông Năm đúng không? Ừ. Trời đất ơi, ông đừng có nói ông rình tôi nha. Thôi đi ông nội, ai đi rình ông? Tôi ở trọ gần chỗ đó đó. Vậy hả? Nè, giờ tôi chỉ ông nha. Hướng này nè, đi bộ đi, về gần lắm nha. À, đi bộ tốn tiền điện thoại lắm. Thôi vậy thôi, tiện thể tôi về, tôi chở ông về luôn. Không được đâu ông ơi, bạn tôi ra đây không thấy tôi thì sao? Trời ơi, bạn ông đâu phải con nít. Nếu mà ra đây không thấy ông thì có nghĩa ông đi về rồi, hiểu chưa? Thôi, nói thông minh lắm. Ôm cho chắc nha. Rồi, yên tâm.
chưa? Nổi. Ở trên thành phố này đường quá trời đường luôn, có khi nào ông đi lạc đường không? Lúc đầu á, tôi lên phố á, thấy nhiều xe quá, tôi cũng sợ muốn chết. Nhưng giờ quen rồi. Vậy hả? Nè, tôi kể ông nghe chuyện này nha. Hôm trước tôi chạy xe bắt một tên cướp, nó liều lắm, nó chạy xe đánh võng lạng lách. Trời ơi, vậy là ăn cướp rồi. Ừ, tôi chạy theo, tôi đạp nó, nó té lăn cù luôn á. Rồi sao, ông quắt nó giao cho công an không? Trời ơi, trước khi tôi giao nó cho công an á hả, tôi đá nó mấy cái đã luôn á. Cái đó mà có tôi hả, tôi giọng cho nó mấy cái nữa. Nè, ông anh hùng thiệt ha. Ở trên đây á, mà ai cũng anh hùng giống như ông á, mấy thằng ăn cướp nó tiêu đời rồi. Mấy ngày nay tôi ở trên đây á, không có xe, giống như là người bị cục giò vậy á. Cũng may là tôi không có xe máy, chắc có tôi cũng không dám chạy đâu ông ơi. Tôi đâu có biết đường xá đâu mà chạy. Chắc tôi phải kiếm xe ôm giống ông vậy á. Muốn chạy xe ôm thì ông mua xe đi. Ai bán đâu mua? Nếu mà không chê thì tôi bán xe tôi nè. Giỡn bà cha nội, ông bán xe cho tôi rồi xe đâu ông chở khách. Ủa nhưng mà sao ông định bán xe vậy? Chỗ anh em thì tôi cũng nói thiệt. Tôi muốn đưa vợ con về quê sinh sống. Tại vì tôi cũng kiếm được chút đỉnh tiền rồi, về quê mua miếng đất để làm ăn. Chứ sống trên này khó khăn quá. Ở dưới quê tình làng nghĩa xóm tốt lắm. Đúng rồi, tình cảm không ở đâu bằng quê hương của mình hết trơn á. Ở trên này không biết mấy ông sống sao. Hỡi cái là tiền, hỡi cái là tiền. Mà ông chạy xe ôm thì anh phải sao vậy? Mua chứ, tôi cũng muốn chạy xe ôm giống vậy á. Sau từng ngày của con trôi qua một cách đau khổ quá, con không có được một ngày nào sống trong thoải mái. Con phải làm sao đây? Con phải làm sao mới có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình được? Đà Phật, xin giúp con sớm tìm gặp lại đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm qua. Trời, con nhận ra cô rồi. Cô nhớ con không? Mầm trái cây á. Cô nhớ con rồi. Con tên là Tẹo. Không ngờ con với cô có duyên quá ha. Gặp nhau trong chùa không à. Ủa, hôm nay con không dâng trái cây cúng Phật nữa hả? Con cũng rồi. Hôm trước con có mua trái cây để cúng không? Tiền cô á hả? Con cúng chùa luôn rồi. Con đó. Vậy bữa nay con tới đây cầu gì để cúng trái cây? Hôm nay á, con cúng con cầu chuyện riêng cho con á. Chuyện riêng của con là chuyện gì? Tình duyên. Hả? Tình duyên? Dạ, con thích anh Mire lắm á cô. Con muốn qua Hàn Quốc gặp ảnh lắm á. Ủa, rồi con gặp ảnh, rồi con nói gì? Con rủ anh về ở đợi chung với con, để ảnh có thể ở gần bên con, dạy con nhảy á. Chứ giờ con không biết nhảy gì hết trơn á. Nhưng mà nếu ảnh không chịu thì cũng thôi, con không có ép. Bởi vì con người mà phải biết chấp nhận thực tế phủ phàng chứ, phải không cô? Con biết mà, không sao hết đó. Chào các bạn, cuộc thi chính thức được bắt đầu. Rồi, mời. Cảm ơn nha. Rồi, đây, cảm ơn các anh đã đến nha. Rồi, mời. Đây, mời các bạn. Dạ, đem lớp rượu cho anh. Uống đi chứ. Dạ, em mời ạ. Lâu quá vậy ông chủ. Em mời anh. Nào mới bắt đầu. Có liền bây giờ. Bắt đầu đi các em ơi. Nào, vô. Nhà hàng Sơn Dương xin hân hoan chào đón tất cả quý khách đang có mặt trong buổi tối đêm nay.
hội tụ 10 cô gái xinh đẹp đến từ những vùng đất xa xôi xin phép được bắt đầu khai mạc. Danh hiệu người đẹp Sơn Dương sẽ thuộc về ai? Ai sẽ là người được bình chọn trong buổi tối đêm nay? Trước khi chúng ta chiêm ngưỡng phần trình diễn của 10 cô gái xinh đẹp, xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Người tình mùa đông qua giọng hát của nữ ca sĩ Dạ Thảo. Dạ Thảo xin kính chào quý khách. Cô này Dạ Thảo hả? Cô này Dạ Thảo hả? Dạ em là Dạ Thảo. Hoan hô em. Và Dạ Thảo xin được gửi đến tất cả quý khách một bài hát được mang tên Người tình mùa đông. Đường vào tim em bụi băng xa, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa giữa trời đường thầm thì vì đông mưa em không đến. Đường vào tim em mây xanh kia, bàn chân anh trên đói đi không thèm. Ngoài sông thưa lắm khi mưa làm buồn ta nhớ mấy ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngàn em giữa trời mưa sông. Từng ngày qua vẫn mong em về qua phố, vẫn chưa cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Mày tưởng mày là ai? Mày khôn hồn thì mày bỏ cuộc thi đi. Nếu tao là mày thì tao không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt mọi người bằng một cái bộ dạng như là một con điên. Mày chỉ là một con kỳ đà cản đường tao thôi. Tao mà muốn làm không ai cản được tao đâu. Mày muốn nói gì hả? Tao nói mày á, mày sợ tao xóa ngôi của mày để làm kỳ đà cản mũi tao chứ gì? Mày cái gì vậy? Tao nói cho mày biết, tao chỉ nhịn mày một cái tát thôi. Còn bây giờ mày muốn gì? Mày muốn gì? Tao chơi với mày. Mày nói lại đi chị ơi. Chị tại nó đi chị ơi. Con nhỏ này á, cùi không có sợ lỡ sắp rồi ơi. Sắp tới giờ ra sân khấu mà chị đẹp mà giận chi mất đẹp, phải không chị Linh Chi? Em nói đúng. Cái thứ này là cùi không sợ lỡ. Dạ đúng rồi đó chị. Nếu chị đánh nó chị thêm giơ tay thôi. Đúng rồi chị. Nhà quê mà chị nó đi tụi bay. Ốc quên chị số thôi cái chú ý cho mày em. Và bây giờ xin được mời tất cả quý vị cùng chiêm ngưỡng 10 người đẹp của chúng ta. Người đẹp số 1, anh Thư. Quang hô. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đẹp kia ta. Đẹp, đẹp, đẹp ha. Đẹp, đẹp lắm. Nhưng mà ở đây có một con đĩa còn đòi đeo chân hạt. À, nhìn mắc cười quá. Và người đẹp số 2, Hồng Mau rồi hả? Ê, tôi ở đây không có trình diễn thời trang cho mọi người vậy à? Xin được cảm ơn phần trình diễn của người đẹp Hồng Mau. Đã thiệt. Nhìn con này chán quá, ăn mặc kinh dị quá, nhìn mà tôi phát ói. Xin mời người đẹp thứ 3, Bảo Ngọc. Nghĩ sao vậy trời? Một cuộc thi lỏng lẫy như vậy mà ăn mặc như bà bầu vậy, thùng thình ra mấy đại gia coi thì còn gì nữa mặt mũi đâu. Tiếp tục chương trình là người đẹp số 4, Yến Thanh. Bây giờ còn kịp suy nghĩ, bỏ cuộc thì còn cơ hội nha, chứ hồi nữa mất công bị mất mặt nữa đó. Không phải mất mặt một bà đâu, Thanh Nhã. Mất mặt toàn thể tụi tôi nữa đó. Toàn là đẹp không à, phải đứng bên cạnh của bà, nhìn y như là một con ăn mày, ghê chết đi được. Cho một tràng pháo tay. Và bây giờ là phần trình diễn của đẹp thứ 6, Kỳ Giang. Sao lâu ra quá vậy trời? Trời ơi, sao cuộc đời của tôi phải đứng chờ đứng kế bên một con đĩa, khó chịu quá à. Người đẹp số 7, Thanh Bình.
có suy nghĩ chưa? Suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc chưa? Bây giờ còn kịp á. Suy nghĩ đi. Bỏ cuộc rồi phải không? Thấy cái mặt này á là muốn bỏ cuộc rồi nè. Người đẹp số 8, Anh Liễu. Không sao đâu, bỏ cuộc đi. Năm sau á rồi mình kế tiếp. Có cái gì đâu. Phải không? Ủa gì kỳ vậy ta? Ủa? Xin mời người đẹp số 8, Anh Liễu. Tới bà rồi kìa bà. Tới hả? Xin lỗi nha. Dạ, em xin chào. Quang hô. Xin chào tất cả, em là Thanh Liễu. Em có biệt danh á, là người đẹp vui tính. Thì suốt ngày á, em luôn tươi cười. Các anh hãy ủng hộ cho em ạ. Em cảm ơn ạ. Chọn cho em nha. Cảm ơn mấy anh nhiều. Xin được mời người đẹp số 9, Linh Chi. Kìa, ăn mày ra rồi kìa. Chắc chắn là chị Chi sẽ đoạt giải kỳ này thôi mà. Một lần nữa xin được mời người đẹp số 10, Tuyền Tém. Tuyền Tém chắc bỏ cuộc rồi đó. Chắc là bỏ cuộc rồi, làm cái gì mà nó dám lên chứ. Kính thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật nên một người đẹp đã không đến được với chúng ta. Người đẹp đó tên là Tuyền Tém. Bộ hai đứa ngủ không được hả? Ngồi dậy đi. Ngủ không được, chị nói chuyện này cho nghe hay lắm nè. Chuyện gì vậy? Sau một thời gian mày mò trên những trang báo tìm việc, thì cuối cùng chị đã tuyển chọn hai công việc xuất sắc. Tụi em muốn nghe không? Em rút lui. Em đã tình cờ tìm được á hả, một công việc rất là thích hợp cho em. Trời ơi, lù khù vậy mà hay ta. Công việc gì vậy? Nói cho chị Liên nghe mừng coi. Một công việc á hả, rất là cao thượng, xứng đáng với lại tầm dốc của em. Rồi thôi thôi, biết công việc gì rồi. Cô đi làm ca sĩ phải không? Chị, để em kể cho chị nghe nè. Chị ba á, đi làm nấu ăn cho người quen của nhà dì Sáu á. Vậy mà mày đặt hô to là công việc cao thượng. Ê mày, tao tới nhà người ta, tao nấu ăn, tao đứng trên cao tao nấu chứ bộ. Chứ tao đâu có ngồi chùm hởm như dưới quê đâu mà không cao mày. Thôi, ai nói với em vậy vậy? Một công việc cao thượng có nghĩa là mình hy sinh bản thân vì một người nào đó. Mà em biết hả, có nhiều khi sự hy sinh đó là cả mạng sống luôn đó. Ủa, vậy mình làm cao thượng xong cái mình chết queo luôn hả? Trời ơi, mệt em quá. Không phải, chị ví dụ nha, như công việc của em là em nấu ăn cho mọi người một bữa ăn ngon đúng không? Nhưng mà bù lại, mọi người cũng phải trả tiền lương cho em xứng đáng. Thì công bằng mà nói, điều đó là sòng phẳng. Vậy thôi, nghe chưa? Ủa vậy công việc của em là không có được gọi là cao thượng lắm hả chị? Để em chỉ cho chị làm công việc cao thượng nha. Bây giờ chị cam tâm tình nguyện, chị đi nấu ăn cho người ta mà chị không lấy tiền đi. Vậy là chị thành cao thượng liền. Mày khùng hả mày? Mày mệt quá. Thôi giờ làm người bình thường chứ. Rồi á, mai mốt có tiền làm người cao thượng. Chán dễ sợ. Em cứ tưởng là em làm một ngày cao thượng, ai ngờ đâu là thấp thượng. Đâu có sao đâu em. Suy nghĩ của em là một suy nghĩ thực tế, nhưng mà nó cũng mang một tấm lòng đáng quý. Chị nghĩ xã hội này mà có nhiều người như bé ba chắc là tốt đẹp lắm đó.
Em cũng vậy nữa. Sau này hả, em làm được công việc thiệt là nhiều tiền, em sẽ làm thiệt nhiều việc tốt để giúp mọi người luôn. Thấy mày đi làm giúp cho ba má mày đúng không? Kiếm tiền lo cho ba má mày thoát nghèo, vậy cũng là chuyện tốt rồi đó. Bé Ba nói đúng rồi đó. Là người tốt, mỗi người có những cái biểu hiện khác nhau, đâu phải ai cũng giống nhau đâu. Ủa chị, vậy á, chị Tuyền có phải là người sống tốt không chị? Ủa, sáng giờ bà Tuyền mới đi kiếm việc làm tới giờ sao chưa về nữa? Ừ. Ê nó nghe nè, có khi nào á bà bị bắt cóc không? Thôi thôi, tự nhiên nói làm chị cũng thấy lo. Nói thiệt bộ. Chị Ba nói nghe thấy ghê quá. Ghê gì? Thiệt bộ. Tao ghét bả mà tao cũng lo cho bả chứ bộ. Chị nghĩ chắc con Tuyền nó không sao đâu. Chị nghe nói là ở thành phố á, người ta thức khuya lắm, chứ không phải như dưới quê của mình 7-8 giờ ngủ hết trơn à. Ê nó nghe nè, hay là tụi mình á thức khuya đi, chờ bà tém về. Thôi, thức khuya đâu có tốt cho sức khỏe. Thôi tụi mình cứ ngủ trước đi, chừng nào nó về, đợi biết chừng nào. Thôi ngủ đi. Thôi đi ngủ. Có lẽ mọi người đã có quyết định bầu chọn cho người đẹp Sơn Dương, nhưng để công bằng cho 10 người đẹp, em xin được mời từng người đẹp ra để biểu diễn phần năng khiếu của mình. Người đẹp nào được mọi người giơ tay bầu chọn nhiều nhất đêm nay thì người đẹp đó được một phần thưởng là một chiếc nhẫn kim cương. Em xin chào mấy anh ạ. Năng khiếu của em là sẽ làm cho mấy anh thật là vui ạ. Em mong rằng các anh sẽ ủng hộ cho em số 1 nha, số 1 nha. Phần thể hiện năng khiếu của người đẹp số 3. Kính thưa quý vị, tiếp theo là người đẹp số 4. Phần biểu diễn của người đẹp số 5. Năng khiếu của em là xài tiền của mấy anh đó. Còn năng khiếu của em là hôn. Còn năng khiếu của em là tạo dáng trước ống kính. Phần biểu diễn tiếp theo của người đẹp số 8. Ơi, tới mình rồi, tới mình rồi. Dạ, năng khiếu của em á là cười được nhiều kiểu. Em cười em ngại nè. Em cười sướng sướng nè. Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. Vô các bạn, nào, vô. Và ngay sau đây sẽ là phần biểu diễn rất bốc lửa của người đẹp số 9 Linh Chi với múa bụt bốc lửa. Xin mọi người cùng vỗ tay cổ vũ cho người đẹp số 9. Hoan hô. Vỗ tay đi các bạn, vỗ tay. Và sau đây là phần thi cuối cùng của người đẹp mang số báo danh 10, người đẹp Tuyền Tém. Năng khiếu của em là xé áo. Đẹp
Phương này đẹp nè, ông thích không? Vô, vô thấy em nào mà chịu chơi như em này, tối nay sư bình chọn cho em này nè. Vâng, qua hai cuộc thi thì bây giờ danh hiệu người đẹp Sơn Dương sẽ thuộc về ai? Ai, ai vậy các bạn? Xin được cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị dành cho người đẹp số 10 Tiên Té. Và như vậy, người đẹp số 10 Tiên Té chính là người đoạt danh hiệu người đẹp Sơn Dương. Xin được chúc mừng người đẹp Tiên Té và xin được cảm ơn tất cả quý vị. Chào quý vị các bạn. Hôm nay vui hết mình nha. Chị à, cái con nhỏ này nó chỉ giỏi cởi đồ trước mặt đàn ông thôi, chứ so về dáng dốc á, chị hơn nó nhiều mà. Bộ mày tưởng cởi đồ trước mặt đàn ông là dễ lắm hả? Vậy tụi bay có làm được giống như nó không? Và bây giờ Toàn là lũ ăn xin hại. Mời ông Toàn đại diện cho ban tổ chức lên sân khấu có đôi lời phát biểu và rồi trao quà cho người đẹp Tiên Té. Tuyên bố luôn nha các bạn. À, như vậy là cuộc thi người đẹp Sơn Dương đã có kết quả. Bây giờ xin mời đại gia nào đang giữ một món quà quý báu hãy trình diện lên đây luôn. Đây, cảm ơn các bạn. Mời em. Đây. Đây, chiếc nhẫn kim cương thưởng cho người đẹp Sơn Dương. Em rất xứng đáng. Anh sẽ giới thiệu cho các đại gia, sau này em giàu có đừng quên anh nghe. Cái ơn của anh em không bao giờ quên. Nè, ngày này, giờ này, tháng này, những gì em nói anh nhớ, đừng nuốt lời nghe. Anh yên tâm, em chỉ nuốt thứ khác, không nuốt lời đâu. Nè, bây giờ em đi theo Dạ Thảo thay đổi phục trang đi, rồi ra đây các đại gia đang nóng lòng giao lưu với em đó. Dạ. Nào các bạn, hãy cho một tràng pháo tay để mừng người đẹp Sơn Dương. Chưa về nữa. Ai đó? Tôi nè. À, trời, em làm gì vậy? Em đang luyện võ. Võ công. Chứ không phải là em đang sợ ma hả? Đâu có đâu. Đâu có đâu. Chị đâu giống ma đâu sợ. Con Tuyền nè, sao lâu về quá, quy lắc quy lơ vậy mà chưa chịu về nữa, không biết có chuyện gì không? Lo gì chị ơi, bà đó thông minh lanh lợi mồ à. Em nói thiệt chị nha, bà không gạn tà thôi á, không ai dụ nổi bà đâu. Nhưng mà cũng không nên chủ quan như vậy em. Ở đời á, không ai học được chữ ngờ đâu em. Ở thành phố là nơi tạo nhiều cơ hội cho người ta đổi đời đó, nhưng mà đó cũng là nơi rình rập nhiều nguy hiểm nhất. Chết rồi. Chị, cái gì? Có khi nào á bà Tuyền mới bị bắt cóc không, rồi bán qua bên nước ngoài á hả? Trời, không có đâu em ơi, dễ gì. Hay là bà đi lạc đâu nè, rồi mấy thằng chạy xe ôm á hả dụ dỗ, rồi nhốt bà trói tay trói chân, đánh đập hành hạ. Trời, có khi nào vậy không? Ghê quá. Trời, thôi mệt em quá à. Đã nói người ta đang lo lắng vậy mà em cứ giỡn hoài à. Em giỡn hồi nào? Em đang tưởng tượng hả những trường hợp ghê nhất có thể xảy ra cho chị Tuyền bộ, rồi để em đi giải cứu cho chị. Giống như chị nói đó hả, trên đời này á đâu có biết được chữ ngờ đâu, đúng không? Chị biết không, tụi xe ôm hả nó ghê lắm á, em nói thiệt á. Ôi trời ơi, trời, xe ôm kìa. Xe ôm. Trời ơi, Tuyền. Trời ơi, chị Tuyền. Nó sai rồi. Ôi, chị ơi, nó bảo hiểm. Em trả tiền xe ôm đi. Trời ơi, nhiêu tiền? Sao uống rượu sai dữ vậy nè? Chị cho quá vàng thôi. Cảm ơn nha.
Ê, chào em ơi. Trời ơi, bạn gái, gái đứa vậy á, hư dễ sợ. Một chiếc tay xỉn mà tiền. Sạch. Trời ơi. Tuy Thủy nằm xích vô đi em. Nằm xích không vô. Không ai được coi thường con Tuyền này hết á. Trời ơi. Rồi sai dữ vậy nè. Rồi đây, Tuyền sẽ có nhà lầu, có xe hơi ở cái Sài Gòn này. Bà Tuyền nè. Sài quá đâu luôn à. Dời quá. Bạn gái hư dễ sợ luôn. Uống không biết mình là ai luôn mới ghê á. Dời quá đi. Biết cái này là cái gì không? Nhẫn chứ có gì đâu hay ho. Mà ở đâu có chiếc nhẫn này vậy? Chiếc nhẫn này á, là chiếc nhẫn hộp xoàn thứ thiệt á nha. Trị giá tới mấy chục triệu lận. Xẻ này xạo vậy bà nội. Ba chiếc nhẫn nhôm đó đó chị. Ở ngoài chợ dưới quê mình nó bán có 5 ngàn. Cái gì? Bà nhìn lại coi. Cái nhẫn này là nhẫn hộp xoàn thứ thiệt á. Bà nhà quê quá bà không biết gì hết. Hộp xoàn thứ thiệt hả? Bà coi cho rõ nè. Nó chối hả? Chá con mắt bà luôn nè. Mấy chục triệu luôn. Hộp xoàn thiệt á hả? Hộp xoàn thứ thiệt á. Coi coi. Ý trời, chối thiệt. Ủa vậy đó là hộp xoàn thiệt á hả? Hộp xoàn thiệt á. Ở đâu mà mắt có vậy? Thấy thiệt hả em? Thiệt có chị em thấy nó chối nhiều lắm á. Tuyền, ở đâu mà có chiếc nhẫn vậy? Tỉnh coi. Của người ta thưởng cho Tuyền á. Ai vậy? Vô ai lý thưởng? Sao tự nhiên người ta thưởng cho Tuyền chiếc nhẫn giá trị như vậy? Chắc là phải có điều kiện gì kèm theo rồi. Không có điều kiện gì hết. Tuyền tham gia một cuộc thi sắc đẹp và Tuyền đoạt giải nhất. Và Tuyền được chiếc nhẫn hộp xoàn này. Tuyền. Nhìn Liên nè. Trả lời cho Liên biết coi. Tuyền đang làm công việc gì hả? Sáng giờ Tuyền đã làm gì rồi? Liên giống má Tuyền quá à. Suốt ngày tra hỏi Tuyền không à. Tuyền á, đang làm phục vụ ở một nhà hàng Sơn Dương. Nhưng mà chỉ là phục vụ cho khách ăn uống thôi, chứ không có làm gì bậy bạ đâu. Vậy chị Tuyền à, vậy ngày mai á, chị dẫn em đi làm với nha. Em muốn kiếm thiệt là nhiều tiền cho ba má em luôn. Ok em luôn. Chị á, sẽ dẫn em đi làm chung với chị. Ê Thủy, tưởng quá giờ chị Liên chỉ tốn biết bao nhiêu công sức kiếm việc làm cho em. Giờ đụng cái em muốn đi với bà Tuyền. Em làm vậy có quá đáng quá không vậy? Tiền là tiếng là Phật, tiền là sức bật lọ xó, là thước đó lòng người, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già. Ủa chị Tuyền, chị làm gì mà chị có nhiều tiền quá vậy? Thì chị kiếm tiền bằng sức lao động của chị á. Chị không đi ăn cướp ăn giật gì của ai đâu. Mai mốt hả, em đi làm á, em cũng sẽ có nhiều tiền như chị vậy nè. Sướng lắm luôn á. Rồi thay đổi cuộc đời nè. Tới lúc đó hả, em sẽ có nhà lầu nè, có xe hơi để đi luôn á. Thích lắm luôn á. Rồi thiên hạ sẽ ganh tị cho coi. Chị, em cũng thích vậy lắm á. Em cũng muốn kiếm được thiệt là nhiều tiền luôn. Em sẽ xây nhà lại cho ba mẹ em, tránh được mùa lũ nữa. Với lại hả, ba mẹ em sẽ không bị chửi mỗi khi mà thiếu tiền người ta nữa chị. Thủy, thôi em nằm xuống ngủ đi. Để chị với bé ba lo cho con Tuyền được rồi. Có tiền rồi. Chị nhớ nha chị Tuyền. Thủy ngủ đi rồi. Tẹo. Đi về con. Dạ, sen thơm lắm đó bà. Ba, tại sao Đức Phật lại ngồi trên tà sen vậy ba?
Theo truyền thuyết Phật học, từ khi Đức Phật được sinh ra, Ngài bước 7 bước và mỗi bước đều có hoa sen đỡ chân Ngài đó con. Con để ý nha, mỗi lần mà bà nhìn thấy sen á, bà vui lắm, bà không có buồn nữa. Công nhận sen linh thiệt mà ha. Sen là loài hoa đẹp cả hương lẫn sắc. Không những vậy, sen còn định vị như hiện thân của phẩm chất và cốt cách của con người. Sen là sự vươn lên khỏi kiếp bùn đen tăm tối, khẳng định sự hiện hữu thanh cao thuần khiết, để chúng ta cảm nhận được ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống. Nhờ có sen, bà thấy trong lòng mình nhẹ nhàng thanh thoát, bao nhiêu nỗi ưu phiền được dơi đi đó con à. Hay quá bà ha. Ôi, bà ừ? Con có chuyện muốn nói, nhưng đừng có kể cho ông nghe nha. Có chuyện gì vậy? Con nói cho bà nghe coi. Tối hôm qua con nghe ông nói chuyện với cô Bích Diễm, tình hình căng thẳng lắm bà ơi. Căng thẳng là sao? Con cứ ấp mở như vậy làm bà sốt ruột đó biết không? Thì bà cũng phải để con bình tĩnh mới kể được đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe được chứ. Thôi được rồi, bây giờ con nhắm mắt lại, hít một hơi thiệt là sâu, lấy lại bình tĩnh rồi kể cho bà nghe đi. Thôi, con không cần làm theo phương pháp của bà đâu. Bà chỉ cần đứng im, nghe con kể được rồi. Bà đứng im rồi nè, con dạ. Nói gì nói đi. Tối hôm qua, con nghe ông la cô Bích Diễm, la lớn nghe dữ lắm. Ông còn đòi đốt quần áo và thẻ ngân hàng của cổ nữa đó. Ông con nói vậy thiệt hả? Dạ, nhưng mà bà đừng có lo, quần áo của Bích Diễm á, qua phòng con hết rồi. Nếu mà ông muốn đốt á, cũng đâu có đồ đâu mà đốt. Với lại thẻ ngân hàng á, yên tâm đi bà, thẻ ngân hàng của cô Bích Diễm á, hết tiền rồi. Cho nên ông chỉ đốt thẻ thôi chứ không có đốt tiền. Ông con có biết chuyện này không? Dạ không, con giấu đâu có cho ông biết đâu. Nhưng mà thẻ ngân hàng của cô Bích Diễm ông không có đốt. Ông cất trong cái tủ rồi khóa lại. Ông bắt cô Bích Diễm về làm nhà hàng của ông bà. Con thấy thương cho cổ quá. Ba, bà đừng có nói cho ông nghe nha. Không thôi, ông nói con nhiều chuyện, tội nghiệp công lắm bà. Bà biết rồi. Bà hứa với con đi. Đồng tháp mênh mông, sông nước Cửu Long, hương sen ngọt lành, nghĩa tình đậm sâu, lòng nghĩa xao xuyến, đó sen hồng đồng quê, nổi trôi đất khách có ai hiểu cho. Trời đất bao la thương xót duyên tình ta, yêu thương đời chờ có ngày bên nhau. Dù nghĩa cay đắng trái tim khổ đau, lòng ta cứ yêu dù đời vẫn trả ngang. Rồi có lúc hối tiếc những tháng ngày đã qua, là khi con tim đau đã trót mang lỗi lầm, như cơn lũ đã đi qua, chờ nhau trong tình người thiết tha. Rồi có lúc sóng gió lúc khó khăn sẽ qua, thương trong ta sẽ xóa tan nỗi buồn, như sen hồng đang khoe sắc, mùa sen thắm tươi thêm tình người. Rồi có lúc hối tiếc những tháng ngày đã qua, là khi con tim đau đã trót mang lỗi lầm, như cơn lũ đã đi qua, chờ nhau trong tình người thiết. Rồi có lúc sóng gió lúc khó khăn sẽ qua, tình yêu thương trong ta sẽ xóa tan nỗi buồn, như sen hồng đang khoe sắc, mùa sen thắm tươi thêm tình người, như sen hồng đang khoe sắc, mùa sen.